Best Western Premier Sapphire Hạ Long là tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long, nằm bên cạnh cung đường bao biển dành cho người đi bộ trải dài hơn 5 km. Best Western Premier Sapphire Hạ Long sở hữu không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp với tầm nhìn bao trọn ra toàn vịnh Hạ Long. Đến với khách sạn 5 sao này, du khách có thể thỏa sức lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long từ khi mặt trời ló dạng trên những đảo đá vôi tới lúc hoàng hôn dần khuất sau dặng đồi. Best Western Premier Sapphire Hạ Long cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo tiêu chuẩn của thương hiệu tập đoàn khách sạn quốc tế Best Western, với quy mô tầm 2 tòa tháp cao 31 tầng cùng hệ thống 1.005 phòng nghỉ cao cấp, đều có ban công riêng với tầm nhìn tuyệt vời bao quát toàn cảnh thành phố và vịnh. Không chỉ mang đến một không gian nghỉ dưỡng xa hoa thời thượng mà Best Western Premier Sapphire Hạ Long còn cung cấp một số tiện ích bổ sung đặc sắc như nhà hàng, quầy bar, bể bơi ngoài trời, tổ chức sự kiện v.v. Với lối trang trí theo phong cách hiện đại và tươi mới, mỗi phòng được trang bị nội thất, đồ dùng tiện nghi chất lượng cao, chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách những trải nghiệm lưu trú chưa từng có tại Best Western Premier Sapphire Hạ Long. Nếu như vịnh Hạ Long được mẹ thiên nhiên ban tặng vịnh biển với sắc nước xanh biếc, những hòn đá trường tồn với thời gian, thì Best Western Premier Sapphire Hạ Long chính là viên ngọc xanh vô giá mà trí tuệ và nhân tâm huyết của con người kiến tạo nên. Best Western Premier Sapphire Hạ Long sở hữu phong cách thiết kế sang trọng, trẻ trung, phù hợp với xu thế thời đại ngày nay. Với diện tích xây dựng lên đến 2.267m², du khách sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sự nguy nga đồ sộ của tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao này. Các kiến trúc sư đã lấy cảm hứng từ ý tưởng The Sound of the Ocean, thanh âm của đại dương, để làm concept chính trong toàn bộ không gian khách sạn. Cũng giống như trong chính cái tên Best Western Premier Sapphire Hạ Long, được ví như một viên ngọc sapphire xanh với vẻ đẹp tinh túy và thuần khiết, nằm dịu dàng bên bờ vịnh, mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái, khoáng đạt và tràn đầy cảm hứng. Nội thất bên trong khách sạn được phủ lên một bầu không khí sang trọng và thanh lịch, sử dụng gam màu trắng của nền tường kết hợp với màu sắc trầm của sàn gỗ, điểm thêm là những xanh dương mát mẻ mang đặc trưng hơi thở của biển, đã tạo nên một Best Western Premier Sapphire Hạ Long vô cùng ấn tượng.